Khi anh chàng này đi mô tô nước, nhìn thấy một con rùa đang vật lộn dưới đại dương, anh ấy nhận thấy nó nổi lên mắt nước, bởi vì mọi thứ trên lưng nó, những 6 sinh vật khác đã ký sinh lên nó. Vì vậy chúng tôi bắt đầu bằng cách loại bỏ, sau đó tiếp tục loại bỏ tất cả dưới bụng con rùa đều có. Đây là những gì con rùa phải chịu đựng. Sau khi anh ấy hoàn toàn dọn dẹp chúng, con rùa nhẹ nhõm và trở lại trạng thái vui vẻ. Cuối cùng chú rùa đã trở lại với đại dương.